Mình xin giới thiệu cho các bạn một nô đất nhé Có cái địa chỉ tại Làng Sơ, xã Gia Nốp, huyện chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé Nô đất này là tổng diện tích của nó là hai hectare rưỡi nhé 2 rưỡi Đất đây thì rất là vuông vức các bạn nhé Và thế đất thì rất là đẹp, gọi là thoải hỏi nhẹ này Còn đất thì đất rất là đẹp luôn anh em này Đất đỏ ba gian nhé Ba gian mịn này Đối với khu vực này mà chúng ta trồng à... cà phê hoặc là sầu riêng Đấy, thì phải nói đây là một khu vực có giải đất rất là đẹp nhé và đặc biệt rằng lô đất của chúng ta là kín gió nếu mà chúng ta mà mua miếng đất này là chúng ta trồng sầu riêng thì nó rất là phù hợp này đây bên đây là cao su bao vây xung quanh nhé đấy nếu mà trồng sầu riêng được miếng đất này thì cực kỳ tuyệt vời luôn và đất chúng ta thì có cái có cái triền, triền nhẹ thôi các bạn đất đẹp vuông vức nhé đầu đuôi bằng nhau luôn miếng đất này là rất là vuông luôn đây đấy ranh giới chúng ta đi xuống tới mái cái nhà kìa cái nhà kìa nhá thì vòng qua kia và trên đất đây thì có căn nhà này nhé đây, có một căn nhà tiếng này thì năm ngoái chủ nhà có trồng trồng khoai nhé và năm vừa rồi trồng bắp này đất đây mà trồng hoa màu thì phải nói cực kỳ tốt vừa nãy mình đi qua qua mấy nhà bên cạnh thì người ta có trồng cà phê phải nói vùng cà phê. ở đây thì trồng cà phê cực kỳ tốt đấy các bạn ạ kể cả sầu riêng thế đất phải nói rất là tốt luôn đất đẹp, vuông vức đầu đuôi bằng nhau. này điện đây thì điện ba pha nhé, ba pha, ba pha thì chủ nhà tưới bằng giếng nhé. thì vừa nãy chủ nhà chia sẻ là giếng là nói chung như năm ngoái là tưới không hết nước thì năm nay thì thực ra thì nó cũng tương đối là hạn thì cũng khả năng là một ngày thì cũng tưới khoảng năm bảy tiếng là, là ok các bạn nhé. Đấy.